Hỗ trợ Việt Nam hơn 850.000 liều vaccine Bộ Y tế chỉ đạo hòa tốc chưa tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 18 tuổi Đề xuất cho Shipper Công nghệ Hà Nội hoạt động lại Miễn giảm 21.300 tỷ đồng tiền thuế cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 Triệt phá đường dây làm giả giấy đi đường bán từ 1 đến 1,5 triệu đồng một giấy Quý vị đang theo dõi bản tin cập nhật ngày 16 tháng 9 của DKN TV và sau đây là các nội dung chi tiết Đức hỗ trợ Việt Nam hơn 850.000 liều vaccine. Thưa quý vị, chính phủ Đức đã hỗ trợ Việt Nam thêm 852.480 liều vaccine AstraZeneca thông qua cơ chế COVAX. Lô hàng đã về tới Hà Nội hôm nay. Như vậy, Việt Nam đã nhận tổng cộng 12.578.110 liều vaccine COVID-19 thông qua cơ chế COVAX. Theo Tổ công tác Ngoại giao vaccine, tính đến cuối tháng 8, Việt Nam đã nhận 33 triệu liều vaccine và có thể nhận thêm 16-17 triệu liều vào tháng này. Việt Nam đặt mục tiêu tiếp nhận 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong năm nay để tiêm chủng cho khoảng 70% dân số nhằm đạt miễn dịch cộng đồng. Tính đến ngày 15 tháng 9, Việt Nam đã triển khai 31,2 triệu liều vaccine, trong đó 25,4 triệu người đã tiêm một một mũi. Tính đến ngày 15 tháng 9, Việt Nam đã triển khai 31,2 triệu liều, trong đó 25,4 triệu người đã tiêm một mũi, 5,8 triệu người tiêm mũi 2. Bộ Y tế chỉ đạo hòa tốc chưa tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 18 tuổi. Ngày 16 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã có văn bản hòa tốc gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng. Trước đó, Bộ Y tế nhận được thông tin phản ánh một số cơ sở tiêm chủng có tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi và kết hợp hai loại vaccine không theo hướng dẫn của Bộ. Điều này có thể ảnh hưởng tính thống nhất trong việc thực hiện chiến lược tiêm chủng của Việt Nam. Bộ yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thành trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức tiêm cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên. Không tiêm cho lứa tuổi ngoài hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong trường hợp có điều chỉnh về lứa tuổi được tiêm, Bộ sẽ có hướng dẫn sau. Đồng thời, Bộ yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo hướng dẫn cơ sở tiêm chủng sử dụng kết hợp hai liều vaccine phòng COVID-19 theo đúng hướng dẫn tại công văn số 6030 ngày 27 tháng 7 và công văn số 7548 ngày 10 tháng 9 của Bộ Y tế nếu có các cách kết hợp vaccine khác, bộ sẽ hướng dẫn sau. Trước đó, ngày 13 tháng 9, trên Facebook xuất hiện thông tin một bé gái 13 tuổi được tiêm hai mũi vaccine Pfizer vào các ngày 11 tháng 8 và 4 tháng 9, điểm tiêm là trung tâm y tế quận Thốt Nốt. Sau đó, thêm hai trường hợp trẻ dưới 18 tuổi khác ở quận Thốt Nốt được tiêm vaccine phòng covid-19 cũng được chia sẻ. Trước sự việc này, lãnh đạo sở Y tế Cần Thơ xác nhận. Hiện nay, Bộ Y tế chưa triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 18 tuổi, nên việc làm của trung tâm y tế này là sai quy định. Đề xuất cho Shipper Công nghệ Hà Nội hoạt động lại Thưa quý vị, theo văn bản vừa gửi Ban thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải đề xuất cho xe mô tô, xe hai bánh được vận chuyển bưu phẩm, biêu kiện và hàng hóa thiết yếu, đồ ăn, bao gồm cả xe có sử dụng phần mềm ứng dụng giao hàng công nghệ Shipper tại 19 Quận Huyện, Thị xã tại Hà Nội thời gian hoạt động từ 9 giờ đến 21 giờ hàng ngày nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh được phép mở cửa trở lại. Shipper cần đáp ứng 3 điều kiện gồm đã tiêm tối thiểu một mũi vaccine COVID-19, xét nghiệm PCR hoặc test nhanh còn thời hạn, phải chủ động khai báo y tế qua website sức khỏe dân cư quốc gia gov vn trước khi tham gia giao thông và xuất trình giấy tờ khi được kiểm tra. Bên cạnh đó, Sở đề xuất tiếp tục dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô, xe hai bánh đối với tất cả các cá nhân hoạt động tự do và vận chuyển hành khách bằng xe hai bánh, gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ. Đơn vị này kiến nghị thành phố giao sở y tế phối hợp với các sở ngành, các quận, huyện, thị xã, ưu tiên bố trí các điểm xét nghiệm, tiêm vaccine cho các shipper. Sở y tế có trách nhiệm thông báo công khai các điểm sàng lọc, đề xuất cơ chế miễn phí hoặc hỗ trợ một phần chi phí xét nghiệm đối với shipper. Hà Nội cấm shipper công nghệ từ 24 tháng 7. Từ đó đến nay, Sở Giao thông Vận tải chỉ cấp phép cho các shipper là nhân viên vận chuyển hàng hóa thiết yếu, bưu phẩm, bưu chính của các siêu thị và sàn giao dịch thương mại. Miễn giảm 21.300 tỷ đồng tiền thuế cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Theo tờ trình do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước trình bày, gói miễn giảm thuế này có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 21.300 tỷ đồng. Cụ thể, chính phủ đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Các lĩnh vực được giảm gồm vận tải, dịch vụ lưu trú, ăn uống, hoạt động xuất bản, trừ xuất bản theo hình thức trực tuyến, điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc, các đại lý du lịch, sáng tác, nghệ thuật và giải trí, thư viện, lưu trữ bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác, thể thao, vui chơi và giải trí. Qua đó, số doanh nghiệp được giảm 30% thuế giá trị gia tăng với hàng hóa dịch vụ thì số tiền giảm thu vào ngân sách nhà nước là 5.000 tỷ đồng. Chính phủ cũng đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 với trường hợp tổng doanh thu năm không quá 200 tỷ đồng và tổng doanh thu giảm so với năm ngoái. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập hoặc chuyển đổi loại hình kinh doanh, hình thức sở hữu như sáp nhập hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản thì không áp dụng tiêu chí tổng doanh thu năm nay giảm so với năm ngoái trong kỳ tính thuế năm nay. Bộ trưởng cho biết, việc đề xuất bổ sung thêm điều kiện này là để bảo đảm đối tượng được giảm thuế thực sự khó khăn do dịch. Dự kiến số giảm thu ngân sách theo đề xuất này khoảng 2.200 tỷ đồng. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, chính phủ đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý 3 và quý 4 của năm nay. Dự kiến số giảm thu ngân sách theo phương án này là khoảng 8.800 tỷ đồng. Chính phủ cũng đề xuất miễn tiền chậm nộp thuế, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức, gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh phát sinh lỗ trong năm 2020. Quy định này không áp dụng với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp. Với đề xuất này, số giảm thu ngân sách là khoảng 5.300 tỷ đồng. Triệt phá đường dây làm giả giấy đi đường bán từ 1 đến 1,5 triệu đồng một giấy. Ngày 16 tháng 9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai, Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết lực lượng vừa triệt phá đường dây làm giả giấy đi đường. Theo Đại tá Đạt, quá trình theo dõi, lực lượng công an phát hiện 3 người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai làm giả giấy đi đường, bán cho người có nhu cầu qua chốt kiểm dịch. Đại tá nói, bước đầu xác định nhóm đối tượng này đã bán được 53 giấy với giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng một giấy. Hiện tại chúng tôi vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ đường dây này. Trước đó, chiều 8 tháng 9, Công an phường Bình Đa ở thành phố Biên Hòa kiểm tra tiệm photocopy công vi do Nguyễn Xuân Phẩm làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong tiệm có 135 giấy chứng nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19 có in dấu mộc đỏ của trạm y tế phường Bình Đa. Ba tờ giấy đi đường của công an thành phố Biên Hòa đã in tên người được cấp nhưng chưa có dấu mộc và chữ ký. Ba tờ giấy đi đường chưa có nội dung và có hình mộc dấu của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai và chữ ký tên của ông Nguyễn Văn Phục, phó trưởng phòng. Tiếp tục kiểm tra dữ liệu máy tính của ông phẩm, phát hiện trong máy có nhiều file mẫu giấy đi đường của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an thành phố Biên Hòa. Tất cả đều có dấu hiệu làm giả. Bước đầu, ông Phẩm thừa nhận các giấy tờ trên do ông này làm giả với mục đích bán lại cho người tìm mua để đi qua các chốt kiểm dịch trên địa bàn. Thưa quý vị, DKNTV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị bình an và mạnh khỏe hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo